Hey yo, what's up mấy bạn? Thì bữa nay là Trung đang ở dưới quận 2 thì bây giờ là Trung đang ở cái phòng Cason's Fitness ở đây. Thì bữa nay là Trung sẽ có một cái buổi interview, một cái buổi phỏng vấn với lại anh Long và một anh nữa là Nick, thì ảnh là chủ phòng này. Thì sắp tới mục đích của cái video interview này á, là chúng ta sẽ đẩy mạnh cái sân chơi mà cho toàn cộng đồng fitness luôn, tất cả mọi thứ CrossFit, powerlifting, weightlifting hay là bodybuilding gì cũng được. Thì ở đây thì sắp tới là sẽ có một cái sân chơi lớn cho tất cả các bạn. Thì gần nhất là chúng ta sẽ có một cái weightlift là thi về tất cả các powerlifting squat này nọ kia, nhưng mà về cái thể lệ thì lát nữa chắc là Trung sẽ bỏ vào ở trong cái video này sau. Thì bây giờ Trung sẽ dẫn mấy bạn đi một vòng của cái phòng Cason Fitness này ha. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you've tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. Thì ở đây là trên cái tầng, các bạn thấy thì đó là dưới lầu 1 ha. Thì bây giờ chúng ta lên tầng 2 thì ở đây rất là nhiều máy luôn. Thì có những cái máy cardio ở đây, cardio, những cái máy đạp quạt gió, các bạn có thể thấy ở đây cái quạt rất là lớn, và những cái dàn khung rack bên này. Rồi các bạn có thấy được cái bục này không? Thì cái này là chúng ta sẽ có hai cái cây chúng ta gọi là dặm theo từng cái lỗ, các bạn có thể thấy ha. Thì các bạn có thể thấy đây là dặm những cái lỗ này, xong rồi chúng ta sẽ leo lên, nó sẽ dùng tay và xô, chúng ta sẽ leo lên. Bây giờ chúng sẽ lên lầu trên, ở dưới này tương đối còn trống. Bây giờ sẽ là lầu cao nhất. Ê, thì đây là Long, thì lát nữa là sẽ quay interview chúng ta. Thì trên này là tương đối đầy đủ nhất. Thì theo như Trung thấy là ở đây là cao nhất đúng không anh Long? Hết tầng rồi. Thì đây là tầng cao nhất, và cũng rất là nhiều khung rack ở đây. Hình như là chưa phun đồ mà chưa lấy hết đồ. Và đây là cái dây thần, và lại tiếp tục những cái máy cardio ở đây nữa. Và đây là dàn squat, deadlift ở đây. CrossFit mà đã quen là được chơi tập được, còn ở dưới chủ là tập function với lại cho mấy bạn mà kiểu như mới tập mà sợ ngã thì mình có cái băng với lại những nọ thì cho họ tập họ. Thì em biết mình đúng không? Nhà mình đôi khi họ sợ tập tạ, sợ tập vừa thôi. Thì thật ra nó có CrossFit nó khác, nó tự nhiên á, nên ở dưới cho những người mới tập, những người tập lâu thì mấy bạn vừa nghe Long nói thì chúng ta sẽ chia ra thành hai khu vực, dưới là cho người mới, còn trên này là cho những bạn nào đã tập quen với lại tạ rồi. Tương đối là nhiều rack thì mấy bạn sẽ không thể nào sợ hết dàn squat được. Cái phòng gym Cason này là chuyên về CrossFit là chủ yếu, có kết hợp powerlifting, nhưng mà sau này chắc phải thêm mấy cái máy gọi là machine thì mấy bạn body mới qua tập được đúng không? Thêm được machine thì cũng học được máy đó mà vậy. Nhưng mà có máy nhiều quá thì họ được cái máy, còn mình muốn họ là tập cầm bao nhiều, cầm bao như có thể nhiều thì mình sẽ ưu tiên cho họ dùng một cái dụng cụ này. Vậy nếu mà mấy bạn mà tập về hình thể nhiều thì tập chi tiết nhiều thì chắc cũng hơi khó, hơi căng. Ok, mà như thiếu một thứ, đó là cái dàn dumbbell. Tương đối là hơi hạn chế cái tạng dumbbell một chút, nhưng mà không sao, có thể hình như là 30 kg, có thể như 30 kg. Ok, thì đó là tổng quan của cái phòng Cason Fitness. Thì lát nữa mà quay video mà interview xong thì Trung chắc Trung sẽ lồng ở phía sau của cái video này. Ok,
Peace. Hello mọi người, thì hôm nay là một dịp rất là đặc biệt, rất là hiếm khi các anh em ngồi tụ họp với nhau. Thì mọi người tự giới thiệu bản thân trước đi. Xin chào tất cả các bạn, mình là Nick Nguyễn, mình là Head Coach và là Owner của Cason CrossFit Việt Nam. Rồi, chúc. Ok, thì what's up mấy bạn, mình là Trung Nguyễn Vizen. Thì bữa nay rất là vinh hạnh khi được anh Long và anh Nick mời sang đây để làm một cái buổi interview và đặt ra những câu hỏi một chút nữa thì là có liên quan tới Trung. Và bây giờ thì là chúng ta sẽ nói về sâu hơn về tại sao chúng ta lại có cái cộng đồng fitness này và sắp tới sẽ có những cái event gì. Ok, rồi Tân. Ok, mình là Tân, mình là founder của WinLift. Hello các bạn, mình là Long Béo. Thì Long Béo cũng là một người đam mê fitness và tạo ra WinLift chung. Thì fitness mỗi môn định nghĩa khác nhau đúng không anh? Thì theo cá nhân anh thì fitness nó là gì đối với anh? Đối với Nick hay là nói cái bộ môn CrossFit nói riêng á, thì cái cách định nghĩa của fitness nó mỗi một bộ môn nó có một cái định nghĩa fitness khác nhau. Fitness thì nó không thuộc về bất cứ một bộ môn nào hết. Nó là một cái mục tiêu hay là nó được dẫn đến chính nó là cái lối sống mà tất cả những bộ môn thể dục thể thao mình hướng đến để mình đạt được cái trạng thái sức khỏe tốt nhất. Thì đối với Nick thì CrossFit nó định nghĩa fitness đó là bạn có cái khả năng vận động, bạn có cái khả năng thích ứng được với mọi tình huống, thích ứng được với mọi tình cái mục tiêu vận động khác nhau để nhằm cái gì tập luyện trong cường độ cao để cải thiện sức khỏe của các bạn thông qua những bài tập chức năng từ tạ, powerlifting, weightlifting hay là thậm chí đơn giản những cái động tác bodyweight chẳng hạn, các bạn tập luyện liên tục cường độ cao thì để đạt được cái định hướng fitness tốt nhất, cải thiện tim mạch, sự tốt chẳng hạn. Ok. Thì không biết là bên chứ theo lý nghĩ là trong những cái môn của các bạn có cái định nghĩa fitness riêng đúng không? Hay là chỉ riêng về CrossFit không? Đúng rồi, sao? Còn cái định nghĩa của em về fitness thì em đã từng chơi qua rất là nhiều môn, thì nói chung em nghĩ fitness nó bao rất là rộng, kể cả như anh Nick nói là powerlifting, bodybuilding, CrossFit này nọ, thì miễn là chúng ta gọi là chúng ta vận động, nó tập thể dục thể thao thì nó cũng đều được gọi là fitness rồi. Thì rất để em fitness nó không có gì quá gọi là quá phức tạp hay là một cái định nghĩa đó quá lớn ha, thì mọi người có thể tập bất cứ cái gì đó miễn là gọi là giúp chúng ta gọi là bơm máu vô cơ, phá vỡ cơ hay là bất kỳ cái gì cũng được, thì miễn là phát triển cơ thì đều đối với chúng đó là đều là fitness. Thì chúng nó từng chơi rất là nhiều môn, kể cả võ rồi fitness về tập tạ rồi cả powerlifting này nọ. Ok, thì Long như thế nào? Thật ra đối với anh đơn giản fitness đó, nó mộc mạc hơn, đơn giản hơn. Đơn giản là mọi người quá bận rộn trong cuộc sống, mọi người cần có sức khỏe để mà phục vụ cho công việc là một, rồi phục vụ giúp đỡ gia đình là hai, chăm lo cho người thân bản thân. Thì đối với anh định nghĩa fitness là như vậy, mọi người cần phải có sức khỏe để lo cho bản thân, gia đình và sau đó nhiều hơn nữa là lo cho xã hội. Thì đó là tại sao anh muốn nung nấu và anh vô tình gặp được những người anh em này thì đã tạo nên WeLift. Chúng ta đã biết tất cả bộ môn nào, powerlifting hay là cũng là lift, weightlifting cũng là lift, bodybuilding nha, chúng ta cũng là lift, rồi CrossFit chúng ta cũng lift. Đó là tại sao có chữ lift là chính. Em cũng muốn hỏi với Trung này, theo Trung biết thì mình cũng biết là cái thực trạng xã hội hiện tại hiện nay á, thì nó không dừng lại ở việc là cộng mọi người chưa hiểu được cái đó và mọi người phân biệt rất nhiều. Ok, bạn này chơi powerlifting, bạn này chơi bodybuilding, bạn này chơi weightlifting, anh bạn này như là chơi thể thao đa môn, yeah. Vừa bự vừa khỏe gì đẹp trai. Không xịn, không xịn, số phát điểm cũng là rừng hot mà. thì thật sự là anh muốn hỏi Trung là em cảm thấy thế nào về sự đó là cái sự nó thật sự là cần thiết rồi. Okay, thì đúng rồi. Khi là em làm social media trên Facebook, trên Instagram này đó, thì em thấy cũng rất khá là nhiều mọi người ở từng cái bộ môn phái khác nhau, cũng dùng cái từng môn phái thì họ rõ ràng họ phân biệt vì họ nhỏ đen họ là sân thờ đúng không? Đúng rồi. Họ sẽ có những cái tiêu chuẩn riêng của từng cái môn phái và họ lấy cái tiêu chuẩn đó họ so sánh với những cái môn tập khác và họ gọi là họ ráng lấy cái tiêu chuẩn đó bằng cách nào đó họ gọi là phải hơn những cái môn khác, cái môn họ đang tập lúc nào nó cũng phải là số 1 của cái toàn bộ cái fitness.
chẳng hạn như powerlifting, họ sẽ nghĩ rằng sức mạnh sẽ là tất cả và họ lấy cái sức mạnh đó ra họ đè bẹp những người khác, thì như vậy thì tôi nghĩ thực sự nó không đúng cái tiêu chí của thể thao. Và bên bodybuilding cũng vậy, cũng sẽ có những cái tiêu chí chẳng hạn như nói rằng là bên powerlifting là kiểu không có cơ nhiều, hay là lúc nào body cũng lớp về kiểu mình mập rồi mình chỉ là khỏe thôi, mình có 6 múi. Có 6 múi. 6 múi là nói chuyện đúng không? Thì đó là những cái tiêu chuẩn mà những cái môn khoái họ họ không nên áp đặt lên nhau. Mỗi cái bộ môn sẽ có đặc thù riêng. Cho nên là một cái người mà đã từng tập powerlifting rồi và đã cũng đang tập bodybuilding luôn, thì giống như mình là một người không có phải là vận động viên, nhưng mà mình thấy rằng mỗi bộ môn nó đều có những cái hay riêng. Bạn có thể một khoảng thời gian này bạn có thể gọi là tập chuyên về hình thể, và một khoảng thời gian khác bạn có thể luyện chuyên về sức mạnh, và chung là chúng ta có thể qua lại như vậy, và hoàn toàn không cần thiết là phải lấy cái tiêu chuẩn này áp đặt lên tiêu chuẩn của bộ môn khác. Như vậy thì nó không hay lắm, nó sẽ gây ra những cái beef, những cái war ở trên Facebook rồi cãi qua cãi lại. Thật sự nó không nên, nó không phải là tinh thần thể thao một chút nào hết, nên là nghĩ nó không nên như vậy. Còn với Tân á thì em thấy là ý kiến của em khi mà Trung phát biểu về cái đó là em thấy như thế nào? Thực sự đối với Tân hoàn toàn đồng ý với Trung, nhưng mà ở một khía cạnh mỗi người có một cái cách suy nghĩ khác nhau. Ví dụ như là powerlifting thì họ sẽ suy nghĩ cái chiều hướng của họ rất là tốt, nhưng mà đa phần thì họ suy nghĩ là chỉ có cái mặt mà họ nhìn thấy thôi, chứ họ không có suy nghĩ về mặt kia. Họ sẽ suy nghĩ là tao khỏe vậy, nhưng mà họ không suy nghĩ rằng là họ chấn thương nó như thế nào. Thì bodybuilding cũng vậy, thì ở đây chúng mình là luôn luôn phải thay đổi các bộ môn như Trung nói, cái đó là rất là hợp lý để thứ nhất cải thiện sức khỏe và tránh được chấn thương cần thiết, đỡ tốn tiền đi bệnh viện thôi. Bánh nhầy. Thật ra thì Long chia sẻ luôn là WeLift và người tạo ra nền tảng cho WeLift chính là anh Nick. Thì anh đó là cái sự cố gắng của tập thể, không phải của riêng Nick, riêng bất kỳ ai hết. Nhưng mà lúc mà Long nghĩ ra WeLift á thì nó chỉ đơn giản là một cuộc thi nho nhỏ giữa tất cả các môn với nhau thôi, nhưng mà khi anh em ngồi lại bàn tán với nhau thì nó còn nhiều hơn như vậy nữa. Thì anh Nick giúp em chia sẻ là WeLift sẽ có những gì và diễn ra khi nào nữa không? Thì cũng giống như Long mới vừa nói với các bạn á, thì đó cũng một ngày rất tình cờ thôi, thì mấy anh em mới ngồi nói chuyện với nhau, thì Long mới chia sẻ là em đang muốn thi powerlifting, nó chính xác là thi một cái meet về powerlifting. Thì Nick cũng rất là hứng thú, mà thì Nick mới hỏi là cái cuộc thi powerlifting đó thì em Long muốn thu hút như thế nào, Long muốn lôi kéo những ai, hay là Long chỉ muốn lôi kéo những bạn power thôi. Thì ban đầu á thì đã nói là cuộc thi power, nó chỉ sẽ hướng tới gym power đúng không? Giống như là building thì chỉ dân building người ta đi thôi, hay là crossfit thì chỉ crossfit thi thôi, hay là yoga hay là bất cứ bộ môn nào, thì những cái tín đồ của bộ môn đó sẽ đi vào đó là tham gia tham quan cổ vũ. Nhưng mà lúc đó Nick mới suy nghĩ rằng thì tại sao chúng ta lại chỉ giới hạn cái tín đồ của powerlifting tham gia cái event đó, chúng ta không nghĩ rộng hơn là tại sao bodybuilding tham gia họ nhìn cái đó là như thế nào, họ sẽ nhìn ra được những cái văn hóa này, những cái khía cạnh tốt của power, hay là crossfit như Nick chẳng hạn đi, Nick tập crossfit thì Nick cũng rất là thích power, Nick cũng rất là thích bodybuilding, nhưng mà thì Nick cũng muốn vào đó để Nick tham quan, hay thậm chí đơn giản là những bạn chưa chơi fitness bao giờ đi, hay là những bạn đã và đang có suy nghĩ là sẽ muốn chơi thể thao, thì các bạn sẽ có một cái nhìn đa chiều. Bởi vì trong ngày vào ngày 15 đến tháng 9 á, cái powerlifting meet á, thì Nick có chia sẻ với Long là tại mình nên làm nó giống như là một cái mini expo á, đó là một cái ngày mà các bạn mình có thể mang tất cả những người mà yêu thích về fitness, yêu thích vận động, hay thậm chí những người chưa biết gì về fitness, chưa biết gì về cái văn hóa của fitness của anh em tụi mình á, thì họ lại tới đây họ tham quan, họ có thể nhìn thì ra fitness nó không chỉ đơn giản là như thế này, nó là còn nhiều cái cạnh khác, nó là còn là một cái sự liên quan tới cộng đồng, nó là một cái chung, nó là cái mà nó là một nói Nick hay nói đơn nào fitness nó giống như là một cái đền thờ, là nó giống như là một cái lối sống mà mọi người đang cố gắng, những người chơi theo đang muốn đạt được cái trạng thái đó bằng cách này cách khác, thì lúc đó thì WeLift mới ra đời. Thì cái vào ngày 15 tháng 9 á, cái core event hay còn gọi là cái event chính nó sẽ là thi powerlifting vào ngày 15 tháng 9 năm 2018 tại
Kaizen CrossFit, nhưng bên cạnh đó thì nó sẽ có những cái hoạt động khác, nó sẽ bao gồm cái bút nhỏ về sức năng mình, chức năng nè, nó sẽ có những cái bút về quần áo, trị liệu quần áo, trị liệu nè, hay là về cơ xương khớp nè, hay thậm chí là đó là bên Nick có một cái đối tác đó là bên AFA hay là Asian Fitness Academy là nhà có nghĩa là độc quyền về cái chương trình phát triển cho personal trainer. Nếu mà các bạn muốn muốn yêu thích, muốn trở thành huấn luyện cá nhân thì ngày hôm đó sẽ có cái một cái master trainer của NSM. Chắc các bạn biết NSM, và giờ NSM đó là một national academy về của Mỹ về huấn luyện viên cá nhân, thì các bạn sẽ có được những cơ hội là bạn có thể tìm hiểu rõ hơn cách như thế nào để có thể trở thành huấn luyện viên cá nhân. Sẽ có những buổi chuyên đề, Nick có những bạn về bodybuilder, các bạn sẽ giới thiệu về workshop, sẽ giới thiệu về chia sẻ hết cho các bạn biết về dinh dưỡng hay là cách thức tập luyện như thế nào. Thì đó là cái ngày 15 tháng 9, đó là cái ngày mà mình sẽ có tất cả những người yêu thích fitness ở một nơi mà giống như một cái sân chơi vậy, ai cũng có thể tham gia được hết. Ví dụ chung nè, anh thấy giống như em như là em đi thi thầy đó cũng được. Thật ra thế, nhưng mà đã là một sân chơi thì chúng ta không nên theo Nick. Với lại cái tiêu chí của Willy là chúng ta không phân biệt. Không phân biệt. Cái điều đầu tiên là không phân biệt. Cái điều thứ hai, chúng ta là một cộng đồng, một cộng đồng. Muốn thể nào đa môn, tất cả mọi người đều được đón chào hết. Tất cả mọi người đều được quan tâm hết. Chúng ta không phân biệt một này. Thì em bổ sung thêm thì giống như là như Nick nói lúc nãy, thì mỗi khi mọi người đến cái expo nhỏ này thì mấy bạn có thể gặp được những cái bộ môn khác nhau, thì có thể nhờ như vậy thì mấy bạn có thể thay đổi cái suy nghĩ tốt hơn về những cái bộ môn mà mấy bạn đang có cái nhìn không tốt. Ngay như một bạn powerlifting đến với lại expo thì mấy bạn thấy rằng là cái anh đó có một cái hình thể tốt quá, chẳng hạn sáu múi cơ các nét này nọ, thì mấy bạn sẽ muốn tìm hiểu như thế nào. Lúc đó có thể là mấy bạn sẽ suy nghĩ khác đi, em muốn lấy được cái body như vậy, thì mấy bạn sẽ lại tiếp xúc với lại cái anh đó, hỏi về dinh dưỡng hay này nọ kia gì đó, cũng là một cách để chúng ta giao lưu, một cách để chúng ta học hỏi thêm kiến thức từ những cái người khác. Và cũng ngược lại, như những bạn bodybuilder, mấy bạn đó thường tập những cái động tác rất là chi tiết, nhưng mà mấy bạn không tập những cái bạn cầm pao nhiều. Các bạn khi lại để bạn có thể thấy deadlift hay squat hay, thì các bạn cũng có thể hỏi chia sẻ. Vậy chúng hứa với các bạn ở đầu video là chúng sẽ có bỏ cái thể lệ một cái cuộc thi WeLift này vào trong video trong vlog của chúng. Thì bây giờ là chúng sẽ hỏi anh Nick và anh Long về cái thể lệ, và hai anh sẽ phổ biến cho các bạn cách đăng ký như thế nào, giải thưởng là làm sao, ngày thi ở đâu và địa chỉ. Ok, thì anh Long và anh Nick có thể phổ biến cho các bạn. Đến với cuộc thi WeLift 2018 Powerlifting Meet thì nó thể lệ rất là đơn giản. Thì cái điều đầu tiên đối tượng tham gia này là theo Nick nghĩ là welcome đến tất cả các bạn đó, gym power, weightlifting, bodybuilding, crossfit, bất kỳ một môn nào các bạn cảm thấy các bạn tự tin hoặc các bạn muốn thử thách bản thân mình thì bạn đều có thể đăng ký tham gia hết. Cái thứ hai là cách thức tham gia thì các bạn đóng 190.000 đúng không? 190.000 cho một vận động viên. Nếu như các bạn có thêm một người handler nữa để hỗ trợ các bạn trong quá trình thi thì thêm 50.000 nữa. Đó, thì chi phí đầu vào thì chỉ rơi vào khoảng 240.000. Đúng không bạn? Bạn đóng 190.000 là các bạn đã được một phần quà rồi. Một phần quà đó là gì? Thứ nhất là áo WeLift Limited rất là đẹp. Thì áo như thế nào thì các bạn lên fanpage Kaizen CrossFit coi nhé. Thứ hai nữa là các bạn sẽ được một phần ăn healthy với cái nutrition pack này như thế này, 30g một đêm, khoảng chừng 10-15g carb, là chỉ cho động khoảng chừng 5-10g carb thôi. Và đó là cái protein pancake rất là healthy nhưng mà rất phù hợp. Riêng mình không được lấy 2 phần. Bạn thấy lòng là to rồi, có 2 phần. Rồi lâu đó chạy quá. Và các bạn còn được thử về reward out này, PCA trong suốt cuộc tập. Và ngoài ra nữa, bên suốt của thi đấu vậy, suốt của thi đấu, suốt của thi đấu. Khi các bạn thắng thì các bạn phải đi về thôi. Thầy có đóng 190.000 mà lấy cái gì nữa. Thôi, Nick thì nói đùa thôi nha bạn, đừng nghe. Thì khi đó thì bạn gì? Thì giải nhất đầu tiên thì Long rất là mừng khi mà nói với các bạn là dù cả nam, dù cả nữ, dù bất cứ hạng cân nào thì đối với giải nhất là giải thưởng nhất, bao gồm
squat trị giá 17.800.000. À, không phải cái squat rack sao vậy? Squat rack thì từ lâu lâu sẽ không bỏ sai, nhưng mà squat rack là sẽ được các bạn có thể là tập ở nhà cũng được, hoặc là các bạn squat là một. Rồi riêng đối với nam thì hạng nhất sẽ được thêm một phần quà nữa là một mask của Max trị giá 1.8 triệu, một cái shaker chuyên biệt trị giá của Max điện tử bút trị giá 300.000, một cái áo từ hãng Max luôn rồi trị giá 200.000. Và như các bạn cũng biết là tất cả những bạn hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, dù nam hay nữ, bất kể nam nào đều được tặng lên đeo Big Boy. Big Boy là một hãng đồ accessory và fashion sản xuất tại Việt Nam, làm ở Việt Nam mà chất lượng rất là đảm bảo. Sự long muốn các bạn được trải nghiệm đồ Việt Nam với chất lượng rất là cao. Và anh chia sẻ luôn là lần đầu tiên có một cái đồ accessory Việt Nam mà chỉ được bảo hành từ 6 tháng. Đó, accessory được bảo hành cho các bạn mà được mang lên rất là đặc biệt. Còn đối với nữ đó, hạng nhất á, yeah, Sweatcraft, một phế bên quay trị giá 900.000, một cái shaker, một cái áo, một cái boy, à quên nữa, là các hạng nhất của tất cả các hạng cân, dù nam hay nữ đều được membership 6 tháng của Kaizen CrossFit. Yeah. 6 tháng membership. Ở đây hoàn toàn không có thua, các bạn thắng, hoặc các bạn học thêm kinh nghiệm, có thêm kinh nghiệm. Thế thôi. Bởi vậy hạng nhì và hạng ba là phần quà đi như nhau hết chứ không có phân biệt ha. Em chỉ phân biệt tới mình chỉ phân biệt đến với những thôi, nhưng mình không phân biệt tới những điều này. Thì hạng nhì hạng ba đối với nam á, đối với nam á là từ kia đến từ Max, từ kia là một sản phẩm hỗ trợ tăng testosterone cho nam, shaker cũng có từ Max, áo và baby boy nha, rất cao. Đối với nữ thì là burn scarf là một cái có vẻ như là nó là thật ra nó là pháp thân nên nữ, nhưng nó có một điều tốt hơn nữa là nó bảo vệ thấp hơn nữ rất quan trọng với các bạn, bởi vì các bạn gái thì đây các bạn biết là nó mình rất giàu rất giàu, ok, nó rất giàu, rất giàu từ này là tin
powerlifting. Cho nên là các bạn đừng lo là Willip là chỉ về powerlifting không, không phải là như vậy. Sẽ còn trong tương lai, nếu mà Willip thành công, chúng ta sẽ có những cái cuộc thi khác về những cái môn khác nữa. Cho những bạn mà không có chơi môn thao mà cũng có thể tham gia được, hay những bạn mà giỏi môn thao mà đều có thể thi được. Miễn sao các bạn clip được. Đúng rồi, các bạn không chỉ, các bạn nhớ nha, các bạn không chỉ là clip tạ không, chúng ta clip extra up, nghĩa là chúng ta giúp